xin chào, đến hẹn lại lên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Đại gia thì thích sưu tập vàng bạc kim cương cả ngàn tỷ. Thế cơ mà trên đời này lại tồn tại rất nhiều người có sở thích kỳ lạ tới mức sưu tập đầu người, hay là có cả một bộ sưu tập búp bê chứa linh hồn của con người. Nghe có vẻ hơi đáng sợ đúng không? Còn chơi gì nữa mà không, cùng Thế kỷ 22 khám phá ngay và luôn nha. Vô. Những bộ sưu tập kinh dị nhất. Bảo quản đầu người. Thời buổi bây giờ người ta hay nói xăm mình là một nghệ thuật, nên bây giờ thử bước ra đường một cái là thấy người nào người nấy ai cũng có hình xăm, nhìn ngầu vải chưởng anh em ạ. Nghe tới đây là mấy ông thợ xăm phái liền chứ gì. Đây đây, nói chi đâu xa, những người dân ở Maori, New Zealand cũng có hình xăm nè. Xăm ở đâu không xăm, xăm ở trên mặt, cơ mà nó cũng rất dì và này nọ, khác bọt hẳn những hình xăm bình thường. Được biết hình xăm trên mặt của thổ dân có tên gọi chung là Moko và được cho là phong tục truyền thống ở nhà. Quan trọng là người ta chỉ xăm trên mặt của đàn ông thôi, chứ phụ nữ thì không được xăm. Tính ra cũng hên ha, chứ phụ nữ có đúng một cái mặt tiền, xăm lên thì nó kỳ lắm anh em. Người dân ở đây họ cho rằng hình xăm là biểu tượng cho sự trưởng thành và quyền lực của một người đàn ông, bởi đầu người được coi là bộ phận thiêng liêng nhất cơ thể. Nhưng mà điều đặc biệt hơn nó nằm ở khúc này nè. Nếu người nào có hình xăm trên mặt mà chết đi thì họ sẽ được chặt cái đầu ra rồi bỏ vô cái tủ kính, xong rồi bảo quản tôn thờ như một xác ướp vậy đó. Hay, nghĩ cũng tội, đã chết rồi mà còn không yên nữa, rồi còn bị chặt cái đầu trưng bày cho người khác xem nữa chứ. Người đàn ông tên là Replay là người sở hữu những chiếc đầu đó và không để cho những chiếc đầu đó rời khỏi mình một giây nào cả. Những chiếc đầu có hình xăm kỳ lạ ấy đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhưng thời buổi bây giờ mà sưu tập đầu người thì ghê quá, nên cũng chính vì lý do đó mà có rất nhiều người ngỏ ý mua lại để đem vào bảo tàng lưu giữ. Sưu tập búp bê. Bây giờ thử hỏi mấy đứa con nít coi, có đứa nào u mê búp bê không? Thế kỷ 22 đảm bảo luôn, hỏi hết 10 đứa là có tới 9 đứa trả lời thích rồi á. Nhưng mà trẻ con thích búp bê thì là chuyện bình thường rồi. Đàn ông con trai mà thích sưu tập búp bê nó mới cấn cấn đây. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghịch, những đôi bàn tay run rẩy. Chẳng hạn như ông Anatoly dưới đây, được cho là một thiên tài sở hữu bộ sưu tập tận 29 con búp bê, mà con nào con nấy nó bự thuộc dạ cỡ khủng luôn mới ghê. Người đàn ông kỳ lạ này được các cao nhân hay sưu tầm đồ vật gọi bằng cụ, bởi vì ông có sở thích quái đản tới mức làm cho thế kỷ 22 sởn tóc gáy. Nhớ không lầm là búp bê nó cũng đẹp lắm mà ta. Còn đằng này anh em nhìn thử đi, búp bê gì mà xấu quắc à. Xin phép chờ ê chê nha. Cơ mà cái điều đặc biệt nó nằm phía sau này nè. Người nhà của ông đã phát hiện rằng tất cả 29 con búp bê ấy thực chất là thi thể của các bé gái. Tất cả 29 con búp bê này được ăn mặc chỉnh tề lắm nha. Không những thế, còn được ông gắn mắt giả để xem TV chung. Còn cẩn thận ghi chép ngày sinh của các nạn nhân nằm ẩn trong con búp bê nữa chứ. Ông này còn chịu khó tới mức tổ chức sinh nhật hàng năm cho chúng. Mà đặc biệt ở chỗ, cứ hở đụng vô là nó phát ra nhạc, nghe cũng vui tai lắm anh em. Quả thật là một thiên tài trong làng sưu tập búp bê. Ông dám làm những cái mà người khác chưa bao giờ dám nghĩ đến, dù chỉ là một lần. Hey, nhưng mà sở thích kỳ lạ này phải tạm dừng lại vì đó là hành vi đào bới trái phép quan tài. Cũng may là vụ việc được phát hiện sớm, nếu không thì còn nhiều vụ việc tương tự hơn nữa. Không kết thúc sớm thì những ngôi mộ của các bé gái khác cũng toàn với người đàn ông kỳ quái này rồi. Những bộ xương kỳ quái. Từ trước tới giờ, thế kỷ 22 nghe qua hóa thạch khủng long thôi. Thế nhưng không ngờ trên đời này lại có một anh chàng sở hữu cả bộ sưu tập hóa thạch của tất cả các con vật. Sở thích của anh chàng này kỳ lạ nhỉ. Thôi thì cùng chúng mình xem full clip dưới đây để kiểm chứng thử nha. Đây đây, anh thanh niên này có tên là Kiệt, vừa chia sẻ những bức ảnh về xác động vật khô mà anh sưu tầm được. Bài viết vừa chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận từ phía cư dân mạng. Ta nói nào là xác của một con chuột đã chết khô héo luôn. Rồi trong bộ sưu tập còn có chú chim chết khô, chứ còn lại đúng duy nhất bộ xương. Còn có cả thằng lằn nữa anh em ạ. Đối với một số người thì mấy con vật như thằng lằn, chuột, mỗi lần nhìn thấy là cái mặt xanh hơn tàu lá chuối. Nghĩ cũng lạ ha, tại sao trên đời này lại tồn tại nhiều người có sở thích kỳ lạ thế nhờ?
tại sao không phải là sưu tầm vàng bạc kim cương gì đó mà lại u mê xác chết động vật vậy nè trời. Rồi không biết sưu tầm xác của động vật rồi tối đi ngủ có bị hồn của những con vật đó về ám không ha. Nghĩ tới cái cảnh đó là dân yếu bóng vía sợ ngang liền. Theo thế kỷ 22 thấy việc làm của anh chàng này cứ sai sai kiểu gì ấy. Việc bảo quản xác động vật đã chết không đúng cách còn dễ dàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người lắm đấy. Bởi vi khuẩn nó sẽ sinh sôi nảy nở ra môi trường. Nên khuyên chân thành anh em, sưu tầm cái gì cũng được chứ đừng có mà bắt chước anh thanh niên này nha. Cơ mà nó đi cũng phải nói lại, anh chàng này cũng khá cá tính đấy. Khi có sở thích sưu tập những thứ không phải ai cũng dám sờ như thế này. Bộ sưu tập kỳ lạ. Ở đây có ai sợ con gián hơn sợ người yêu cũ không? Chứ riêng thế kỷ 22 thì hơi yếu. Được cái thấy tiểu cường xuất hiện trong nhà là dãy đành đạch lên liền á. Gì chứ con vật này là nỗi ám ảnh của nhiều người dữ lắm. Nhưng riêng con bé Serpai này lại có một đam mê hết sức kỳ lạ khiến nhiều người phải sởn gai ốc với bộ sưu tập hơn 7.000 con gián của mình trong 5 năm qua. Cô bé trở nên nổi tiếng vô cùng khi từng xuất hiện trên truyền hình vì có niềm đam mê mãnh liệt với những con gián. Senpai xem những chú gián như là những người bạn nhỏ đáng yêu của mình vậy đó mấy fan. Ơi là trời, sến nha, rất sến nha. Theo thông tin mà chúng mình được biết, ban đầu cô bé này chỉ nói chuyện một mình, lẩm bẩm cứ như kiểu nói chuyện với người cõi âm vậy. Nên bạn bè không ai dám chơi chung với cô bé cả. Nhưng riêng Tiểu Cường thì lại sẵn sàng vui đùa cùng cô bé. Rồi thế là tình bạn đẹp giữa cô bé và 7.000 con gián bắt đầu từ đó. Tuy nhỏ mà thông minh cực anh em ạ, nuôi gián cẩn thận lắm nha. Bỏ hết gián vô cái thùng nhựa, đã vậy còn bôi Vaseline cho gián khỏi đi lung tung. Đỉnh hơn nữa là còn đặt tên cho từng con gián, rồi vuốt ve chăm sóc. Ây da, thế kỷ 22 cũng muốn được hóa thân thành con gián để được yêu thương giống vậy quá. Và rồi sau khi đoạn clip về cô bé được đăng tải lên YouTube thì có rất nhiều người bình luận và thu hút hàng nghìn lượt xem. Công nhận là nể phục niềm đam mê của cô bé thật. Nhưng mà sở thích kỳ lạ này thì thế kỷ 22 xin giơ tay đầu hàng trước nha. Chứ nhìn thấy Tiểu Cường là sởn hết cả gai ốc rồi. Sợ quá phải ban nó thôi. Sau khi điểm qua top những người có bộ sưu tập kỳ lạ nhất thế giới thì bạn ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất thì hãy cùng comment bên dưới để thế kỷ 22 cùng biết với nha. Và đừng quên là hãy like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video độc nhất nào khác nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!